Xin chào tất cả các bạn. Ai điện thoại đi. Đây nhá, đây anh em ơi. iPhone 6 iPad anh em, cái tính cả rổ này. Con này iPhone 6 iPad này thì 650.000 con anh em nhá. 650.000 một con, số lượng không giới hạn, tầm cho đây tầm gần chục con thôi. Mình nó thật sự các bạn, mình để là Tết, mình định để Tết bán đấy. Thế nhưng mà thôi anh em, là cần mình bán 650.000 con. Nếu mà Tết mình bán có thể bán 800.000 con anh em nhá. Thì các bạn những con máy này đâu, mình đi thu mua của những cái ông đồng nát, những cái điểm thu mua điện thoại cũ đấy, mình mua về, mình mua men về, mình dựng, mình mua màn, mình lắp ghép vào. Mỗi cái con máy này mình lắp ghép vào tầm 600, mình bán vào con nãy 50.000 con thôi. Ok, còn công xá mình ghi thôi. Đây nhá, từ đây con anh em nào thích chút lúc nào cũng quá nhá. iPhone 6 iPad 650.000 con. Ok anh em. Đấy, và trước khi vào video bán máy thì mình xin mời các bạn, mỗi người đã theo dõi kênh mình ấy thì bấm vui lòng bấm vào link Shopee. Và link Shopee mình để bên dưới thì thỉnh thoảng mình có những chương trình khuyến mại mình giới thiệu cho bà con. Đấy, trong đấy mình sẽ bán tai nghe, sạc dự phòng, sạc tích điện. Đấy anh em, nếu mà mua những mặt hàng đấy thì không phải ship code anh em nhé. Lưu ý là không phải ship code. Alo, không phải chuyển khoản trước. Xin lỗi anh em nhé, không phải chuyển khoản trước mà anh em sẽ ship code được. Còn đâu máy này thì bắt buộc anh em phải chuyển khoản trước rồi. Còn đâu là mình bán hàng trên Shopee đấy, thì mình hiện tại mình chưa thu xếp được công việc, mình chưa bán được máy trên Shopee, mà mình chỉ bán phụ kiện trên Shopee thôi. Anh em nào mua phụ kiện trên Shopee của mình thì vào vui lòng vào trang Shopee mình gắn lên bên dưới để anh em mua ủng hộ bên mình nhá. Qua đây này, đây. Đâu? Bắt đầu mình về một loạt này. X và đây con X này 256 này. Con này là còn mặt anh em nhá. X256 còn mặt, máy màu trắng nhá. Con này thì máy zin nét luôn, men zin màn zin còn mặt đấy. Con này mình để cho bà con là 7 triệu. iPhone X 256 GB 7 triệu để đủ mặt mũi nhá. Con này iPhone X 256 GB mất mặt, màn zin men zin, hai con đều men zin màn zin nhá. 256 GB hết. Đây anh cho anh em xem. Chu tu đầy đủ này, 256 GB anh em này, đấy không? Con này mình để cho bà con 6 triệu 3. Vì nó là zin. Giá như 64GB anh em, giá vụ cũng cao rồi đấy nhá. iPhone X anh em nhá, iPhone X nhá, toàn bộ zin hết, anh em muốn thêm thông tin thì liên hệ lại riêng. Con này con 11 Pro. Con 11 Pro này là con này, nhưng mà con này là face lên xuống mình chưa sửa. Con này mình để cho bà con, nếu mà face sửa được bình thường. Đấy nhá. Con này face sửa được bình thường mình để cho bà con 12 triệu. Đây con này này face bình thường đây. Face bình thường mình để cho bà con chỉ 11 triệu rưỡi thôi, nhưng mà vỏ hơi xấu anh em nhá. Vỏ hơi xấu đúng không? Được. À đâu con X? Kia. Đâu? Con 11. Con 11 Pro đâu nhỉ? Đây, kia. Đâu nhỉ? Đây. Đây con này mình ta thay kính lưng này anh em này. Kính lưng đây. Đấy, con 11 triệu rưỡi thôi. Đây, mình chưa kịp thay kính lưng. Phay phước đầy đủ hết. Phay phước đầy đủ hết. Máy zin nhá. Men zin màn zin luôn ấy. Màn anh em nhìn này. Màn zin đét luôn anh em, không phải nghĩ đâu. Đấy. Đấy. Này. Con này này 64 GB này. Đây nhá. Ok anh em, đây màn mình thay màn rồi. Nhưng màn zin anh em nhá, màn zin chất lượng màn như này. Thế anh em thích nhiệt tình mình để cho 11 triệu thôi. iPhone 11 11 triệu. Rẻ hơn cả 11 thường. Đây 11 Pro anh em nhá. Ba mắt. Đấy. Anh em thích đề con này, vừa mình mua 7 triệu về nhưng mà nó hỏng màn. Màn 2 triệu nữa. iPhone 11 128GB anh em này, hỏng màn. Con này là men zin đét luôn. Đây 128GB này. Này, vỏ đẹp này. Pin 89%. Con này zin đét luôn anh em ạ. Thì mình thay màn vào thì anh em nào thích thì màn được hơn 2 triệu, được tầm hơn 9 triệu đến 10 triệu, cũng nó 10 triệu. Có con 11 128GB quá rẻ luôn anh em ạ. Đây này, con XR này, mình mua 4 triệu này, mình chưa kịp lắp màn này. Đây anh em ạ, mình vừa mua đồng nát iPhone 8 triệu này. iPhone 8 3 triệu này. Đấy. Mình ghép cái kính vào nữa thôi, máy zin mà, toàn bộ máy zin hết. Mình ghép kính vào nữa thôi thì mình bán cho bà con tầm 33-34 iPhone 8. Đây này, thơm nhất là con này anh em này. Con này con SE 2020 mình vừa nãy mình mua 4 triệu này. Đấy màn này cảm ứng, tí mình thay màn vẫn là ngon. Ok, SE 2020 nha anh em nhé này. SE 2020 này, chứ không phải là máy ấy đâu. Con này lưng vỡ, vương vỡ nhá. Ok anh em. Tiếp tục xem nào. Đây. iPhone XS Max này, con này zin áp anh em nhá. Áp thổi phòng mồm luôn, máy zin 100% từ A tới Z luôn nhá. Con này thì anh em mua thì không chê vào đâu được, thật sự là không chê đâu được, pin 84%. Không chê vào đâu được, vì zin đét đẹp luôn. Con này để bà con là 10 triệu rưỡi, vì máy zin áp thì không bao giờ có giá rẻ đâu anh em nhá. Đây. 11 Pro Max 256GB và 64GB nhá. Toàn máy zin đét anh em ạ. Đấy, chưa thể giới thiệu được, nói chung là rẻ hơn chỗ anh em 100%. Anh em nào cần mua máy đầy cao thì liên hệ mình nhá. XS Max. Ui giời ơi, pin 90% mà mặt mũi đầy đủ, còn gì để nói con này nữa. Con này màn OLED nhưng mà OLED mà men zin đét nhá. Này. Vỏ này. Ui giời ơi, con này để vào cho con là 7.700.000 đồng. iPhone XS Max 7.700.000 đồng. Đầy đủ face đi anh em nhá. Xem con này pin bao nhiêu phần trăm này? Pin vừa nãy 90% đúng không nhỉ? 90. Đấy, đầy đủ face đi anh cho anh em xem rồi này.
Đấy, anh em thấy nét không? Quá nét luôn anh em ạ. 7.700.000 đồng iPhone XS Max. Đây anh em xem còn rất nhiều máy cũ luôn. Đấy thế thôi, hôm nay mình giới thiệu thôi, anh em nào muốn biết chi tiết thì liên hệ riêng mình nhá. Anh em vào link Shopee đăng ký. Đấy, tiếp tục. Rồi ok, hôm nay đến lượt trường nào chưa nữa rồi. Trường mặt vuông. Ui giời ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Đấy. Hôm nay thì mình có 5 cây bài bát thôi. Đấy, vừa còn vân vừa mất vân. Vỏ đẹp luôn, men zin màn zin bao cho anh em luôn. Đấy, con nào còn vân tay mình bán cho anh em là 700.000. Đấy, còn mất vân tay để cho anh em là 650. Ok chưa anh em? Đấy, 6 quốc tế 16GB full chức năng. Đấy, 16GB full chức năng, con này vỏ đẹp luôn. Từ từ đã. Trước mặt các bạn là con 12 vào sổ mắc. Con này thật sự với anh em là con này mình dùng đến bây giờ từ điểm tầm này được 8 tháng rồi. Con này anh em, con này mình đang dùng, mình vừa mới lên đời con 13 Pro Max xong. Mình bán lại con này cho bà con là 16.500 nhé. 16.500 con này là mất phây đi. Nhưng mà máy ngon lắm. Thật sự anh em, bên thì nói chung mình sửa nhẹ rồi. Máy zin lắm anh em ạ này. Đấy, 12 Pro Max nhé, 16.500. Rẻ hơn cả 11 Pro Max luôn anh em. Chốt thế này mình, máy của mình đang dùng nhá. Ok, tiếp tục trường nào. Đấy, 6 quốc tế 16GB full chức năng. Con này hình thức đẹp luôn. Đấy, bao men zin màn zin cho anh em luôn. Để cho anh em một củ ba. Con này là iPhone 6 16GB full chức năng. Cái pin này hơi yếu thì bà con nào mua thì mình sẽ thay cho bà con quả pin khác tầm độ 90/90 nhá. Đấy, hình thức thì nói chung là cũng ok này. 1.3 con này, iPhone 6 16GB full chức năng, quốc tế. Rồi. Tiếp đi. Hết rồi. Hết rồi à? Ừ. Đây. Ok. Nào, tiếp tục kèo của anh Khâu Tèn nào. Đây nhá. Đây chào anh em nhá. Đây có con 6 Plus tài khoản ẩn full chức năng 16GB pin 100 để cho bà con, là con này là 1.500.000. 6 Plus tài khoản ẩn full chức năng. Đúng không? 16GB 1.500.000. Đây 16GB vân tay đầy đủ, màn đen home thì trắng. 1.500.000 con này full chức năng. Rồi đấy, ok. Con này cũng 6 Plus nhá, nhưng mà máy quốc tế full chức năng. Bao nhiêu GB? 16GB. Cũng 16GB. 1.900.000 con này là quốc tế full chức năng 1.900.000. Pin bao xin xét thoải mái. Đấy, 1.900.000 con này, 6 Plus 16GB full chức năng. Tiếp. Còn con này là 6S Plus 16GB mất vân tay. Pin cao để cho anh em 2.000.000. 6S Plus 16GB mất vân tay. Đấy, để cho anh em hai củ con này. Con này là 6S Plus. Mình cho bà con xem pin này. Pin 100%. Đấy, màu vàng, vỏ hơi phẩy. Để cho bà con hai củ con này nha, 6S Plus. Đây, rồi. Còn con này là con 5S nha. Con 5S này không dùng sim đâu. Máy bay bát. Cho anh em về xem YouTube. 5S máy bay bát cho anh em về xem YouTube. Tặng bà con luôn cái ốp như này. Đúng rồi, để bao nhiêu tiền? Là 5 lít nha. 5 lít con này nha. Không lắp được sim. Về xem YouTube thôi, 5S nha. Rồi, còn con này có bán không? Thôi, con đấy để dùng thôi, hết máy rồi. Rồi, ok, hết máy rồi. Ok, đấy, bây giờ đến lượt mình thì chỗ này là chỗ bàn làm việc của mình này anh em này. Đấy, mình là Đào Hội, đây là chỗ này bàn làm việc của mình. Đấy, mình có hai con này bán cho các bạn thôi. Đầu tiên thì là con iPhone 6. iPhone 6 64GB mất vân. Mất vân tay nhá, con này là mình mua được lại của khách, 64GB mất vân tay 6. Quốc tế 64GB mất vân tay bà con nhá. Đấy, 64GB mất vân tay này. Xem con này pin cao đấy. Con này pin 100%, pin mới này. Để cho bà con này là 1.3 con này nhá, vỏ đẹp. Đấy, 6 quốc tế 64GB mất vân tay 1.3. Con này là 6S Plus. Đã lên quốc tế, vân tay đầy đủ, 16GB full chức năng, S Plus. Lóc lên quốc tế nhá bà con nhá, lắp sim bình thường. 16GB full chức năng, để cho bà con 1.900.000 con này. Đấy, vỏ tương đối thôi. Để bà con 1.900.000 nha, pin 100%. Ok, dùng bình thường. S Plus nhá, về con này chơi game thoải mái luôn. Còn vân tay đầy đủ luôn, full chức năng này. Đấy, ui giời ơi, đi 100% chơi game thoải mái luôn nhá. Rồi, ok. Đấy, hôm nay tạm thời mình có một số kèo như thế bán cho bà con thôi. Rồi, chào tất cả anh em nhá.